Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, các cuộc gặp song phương kéo dài 10 giờ với các quan chức cấp cao Trung Quốc trong những ngày gần đây đã diễn ra trực tiếp và hiệu quả, giúp ổn định mối quan hệ. Bà Yellen, người rời Bắc Kinh hôm Chủ nhật sau chuyến thăm 4 ngày, nói trong cuộc họp báo rằng Mỹ và Trung Quốc vẫn bất đồng về một số vấn đề, nhưng bà bày tỏ sự tin tưởng rằng chuyến thăm của bà đã thúc đẩy những nỗ lực của Mỹ nhằm đặt mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc trên một nền tảng vững chắc hơn. Mỹ và Trung Quốc có những bất đồng đáng kể, bà Yellen nói với các phóng viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, viện dẫn những lo ngại của Washington về cái gọi là các hoạt động kinh tế không công bằng và các hành động trừng phạt gần đây của Trung Quốc đối với các công ty Mỹ. Nhưng Tổng thống Biden và tôi không nhìn mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc qua khuôn khổ xung đột giữa các cường quốc. Chúng tôi tin rằng thế giới đủ lớn để cả hai nước chúng ta cùng phát triển. Nỗ lực hàn gắn. Chuyến thăm của bà Yellen là nỗ lực mới nhất của Washington nhằm hàn gắn mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, vốn đang gặp khó khăn về các vấn đề từ Đài Loan đến công nghệ, thương mại. Ngoại trưởng Antony Blinken đến thăm Bắc Kinh vào tháng trước, chuyến thăm đầu tiên của nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ dưới thời Tổng thống Biden, trong khi đặc phái viên Mỹ về khí hậu John Kerry dự kiến sẽ đến thăm Trung Quốc trong tháng này. Sự thúc đẩy ngoại giao của Mỹ diễn ra trước thềm cuộc gặp có thể xảy ra giữa Tổng thống Mỹ Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập sau hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 9 tại New Delhi, hoặc cuộc họp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, APEC, dự kiến vào tháng 11 tại San Francisco. Bà Yellen cho biết mục tiêu chuyến thăm của bà là thiết lập và làm sâu sắc thêm mối quan hệ với nhóm kinh tế mới của Trung Quốc, giảm nguy cơ hiểu lầm và mở đường cho sự hợp tác trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu và giảm nợ. Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được một số tiến bộ và có thể có một mối quan hệ kinh tế lành mạnh, mang lại lợi ích cho cả hai nước và thế giới. Bà nói, đồng thời cho biết thêm rằng, bà mong đợi các cuộc trao đổi thường xuyên hơn giữa hai nước ở cấp nhân viên. USD vẫn là đồng tiền thống trị. Bà cho biết các quan chức Trung Quốc nêu lên những lo ngại về một sắc lệnh hành pháp của Mỹ dự kiến sẽ hạn chế đầu tư nước ngoài của nước này, nhưng bà đảm bảo với họ rằng bất kỳ biện pháp nào như vậy sẽ có phạm vi hẹp và được ban hành một cách minh bạch thông qua một quy trình xây dựng quy tắc cho phép công chúng đóng góp ý kiến. Yellen cũng cho biết đã nói với các quan chức Trung Quốc rằng họ có thể nêu quan ngại về các hành động của Mỹ để Washington có thể giải thích và có thể trong một số tình huống phản ứng với những hậu quả không lường trước được từ các hành động của chúng tôi nếu chúng không được nhắm mục tiêu cẩn thận. Bà nhắc lại rằng Washington không tìm cách tách rời khỏi nền kinh tế Trung Quốc, đồng thời nói thêm rằng làm như vậy sẽ là thảm họa cho cả hai nước và gây bất ổn cho thế giới. Nhưng bà nói rằng Mỹ muốn thấy một nền kinh tế cởi mở, tự do và công bằng, không phải là một nền kinh tế buộc các nước phải đứng về phía nào. Khi được hỏi về kế hoạch của các quốc gia BRICS, Brazil, Ấn Độ, Nga và Trung Quốc công bố một loại tiền tệ mới, Yellen cho biết bà kỳ vọng đồng USD sẽ vẫn là đồng tiền thống trị trong các giao dịch quốc tế. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.